Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, khối không khí ở phía Bắc tiếp tục dồn lạnh xuống cộng thêm với trời nhiều mây. Khu vực Nam đồng bằng, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, còn xuất hiện mưa dông rải rác. Vì thế nền nhiệt ở các tỉnh vùng núi phía Bắc hầu hết đều dưới mức 23 độ. Cảm giác rét xuất hiện ở vùng núi phía Bắc suốt cả ngày. Còn đối với khu vực Trung Du hay là các tỉnh vùng đồng bằng, nhiệt độ cũng chỉ trong khoảng từ 24 cho tới 25 độ. Về đêm thì nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm thêm. Ở vùng núi còn có sương mù nhẹ với nhiệt độ thấp từ 17 tới 18 độ. Trong khi đó ở khu vực đồng bằng thì mức nhiệt thấp nhất đêm nay dao động trong khoảng từ 17 cho tới 20 độ, trời lạnh. Ở miền Trung, trong ngày hôm nay tương tác của không khí lạnh và giải hội tụ nhiệt đới vẫn còn. Vì thế mà mưa lớn vẫn duy trì ở các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Với tổng lượng mưa trong ngày và đêm ngày hôm nay dao động trong hướng từ 40 tới 70 mm. Khu vực phía tây các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế vẫn có những điểm mưa to sấp xỉ 100 mm. Ở khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, lượng mưa dao động trong khoảng từ 20 tới 40 mm. Về nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế duy trì trong khoảng từ 23 tới 25 độ. Với các tỉnh thành từ Đà Nẵng tới Quảng Ngãi, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 tới 28 độ. Còn đối với vùng từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận, sẽ ít mưa hơn nên nhiệt độ cũng nhỉnh hơn, dao động trong khoảng từ 29 cho tới 31 độ. Từ ngày mai mưa lại tại Trung Bộ sẽ tạm thời thuyên giảm. Tuy nhiên theo như dự báo thì đến khoảng ngày 22 tháng 10, miền Trung sẽ tiếp tục đón thêm một đợt mưa to rất to nữa. Đợt mưa này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 10. Với tâm mưa lần này là các tỉnh Quảng Trị tới Quảng Ngãi, trong đó dự báo khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ là những nơi có mưa nhiều nhất. Do mưa đã diễn ra nhiều ngày liên tiếp nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, người dân cần hết sức chú ý đề phòng. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, hai tỉnh phía Bắc của Tây Nguyên là Kon Tum và Gia Lai vẫn là những vùng có mưa lớn với lượng mưa trong ngày và đêm hôm nay phổ biến từ 20 tới 50 mm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng dao động từ 27 tới 29 độ. Còn đối với các tỉnh thành phố của Nam Bộ, ngưỡng nhiệt trong khoảng từ 31 tới 33 độ. Trên biển hiện nay theo các mô hình dự báo uy tín trên thế giới, trong tuần sau trên biển Đông có thể tiếp tục đón thêm một cơn bão nữa. Hiện vị trí đổ bộ của cơn bão này dự kiến là khu vực các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi trong ngày 29 tháng 10. Tuy nhiên trong những ngày này, mô hình dự báo còn có thể sẽ còn thay đổi, nên chúng tôi sẽ liên tục cập nhật diễn biến của cơn bão trong các bản tin tiếp theo của kênh. Bà con nhớ đăng ký kênh và chú ý theo dõi để có thể chủ động ứng phó trong trường hợp bão gây ảnh hưởng tới đất liền.